Nhờ video trên TikTok thì người vợ đã tìm được một người chồng mất tích 11 năm. Vâng, câu chuyện tưởng chừng khó tin nhưng lại như một phép màu có thật xảy ra xôn xao trên mạng xã hội. Và không ít lời khen ngợi dành cho chủ nhân của video TikTok đã giúp một gia đình hoàn đoàn tụ. Do tình cờ thì chủ nhân video TikTok có hình ảnh người vô gia cư đi ngang qua nhà. Và không ít lâu sau thì có một người phụ nữ liên hệ khẩn khoản nhờ chị giúp đỡ kiểm tra ngực người đàn ông trong clip có hình xăm hay không. Vì người này có nét rất là giống chồng mình. Dù đã khoảng 10 năm rồi chưa gặp, thủ TikToker đã rất nhiệt tình đi tìm người đàn ông này và xác nhận là người đàn ông vô gia cư. Ở trên lồng ngực của anh ta thì có hình sao. Theo đó thì người vợ từ Phú Thọ đã lên Tuyên Quang để nhân đây đúng nếu mà gặp đúng người chồng của mình đã mất tích trong 11 năm qua. Và hiện anh ta đã được gia đình đón và đưa về nhà tại Phú Thọ. Sáng ngày 12 tháng 5 trao đổi với phóng viên thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Yên Lãng xác nhận câu chuyện này là có thật. Người chồng trong câu chuyện bị tâm thần bỏ nhà lên Tuyên Quang hơn 10 năm nay thì bỗng nhiên được gia đình tìm thấy. Người đàn ông được tìm thấy là anh Đinh Văn Phú ở xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chị Đinh Thị Cường, vợ anh Phú cho biết chồng chị bỏ nhà đi từ năm 2010 khi đang điều trị tâm thần tại trung tâm bảo trợ xã hội. Trong suốt những năm chồng bị bệnh rồi mất tích, chị cũng đã thử đi tìm nhiều nơi nhưng không được. Vâng, hiện thì con trai cả của anh chị đã lớn và đi làm. Con gái thứ hai thì đang học lớp 12. Và khi về đến nhà thì anh không nhận ra nhiều người thân. Nhưng mà có người đeo khẩu trang thì anh vẫn nhớ. Chị Cường hy vọng vào những cái tiến triển tiếp theo của chính chồng mình.